Hello, xin chào các bạn, và mình lại xuất hiện ở trong căn bếp. Các bạn biết không, có một sự thật đó chính là ở nhà ấy, mình nấu ăn thì mình chỉ có hai dao thôi, và hai cái chiếc dao cán gỗ đấy nó cũng đã khá là mòn cũng như là đã mủn rồi. Ngày hôm nay, nhân dịp mà mình có một bộ dao mới rất là xịn sò, thì mình sẽ làm một video nấu một món ăn mà mùa đông nhiều người sẽ rất là thích. Mùa đông thì thường chúng ta sẽ thích xì xụp một cái gì để ấm nóng đúng không? Và đó chính là món gọi là canh súp à? Canh súp rau củ. Ở nhà thì bố mình rất hay nấu, và cái canh súp này thực cực kỳ đơn giản luôn. Mình nghĩ là nhà nào cũng hay ăn mùa đông này, và mỗi nhà thì sẽ có một cái chế biến khác nhau. Nhưng chúng ta hãy cùng đến với video thử ốc sườn của mình đâu. Canh súp rau củ với sườn xương hầm. Và mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái bộ dao ngày hôm nay mình dùng để nấu ăn nhá. Mình mới sắm cái bộ dao này đến từ cửa hàng TCS, và đây là bộ dao Xiaomi cua khâu 6 món. Các bạn sẽ gồm có 5 dụng cụ nhà bếp, dao và cả kéo cắt thịt gà nữa. Dao thì có từ loại là dao kiểu dao nhỏ như thế này này, để gọt hoa quả các kiểu, thái hành các kiểu. Đó, và đến những cái dao phay to để mà chặt xương nữa. Đây, tí nữa mình sẽ biểu diễn cái màn chặt xương đấy cho mọi người xem. Cái bộ dao này thì mình thấy một cái điểm nó rất là hay ấy, mọi người biết không? Ngoài là bây giờ ở nhà chúng ta thì thường hay phải nghĩ là sẽ treo dao ở đâu, thì đây nó trang bị luôn một cái chân đế gỗ, nhìn rất là xịn sò rồi. Bên cạnh đó thì bộ dao này với mức giá là 959.000 thì sẽ có một cái thiết kế rất là cao cấp. Đây là chất liệu là thép không gỉ nha mọi người. Nếu như các bạn thấy là kiểu ủi thép mà dao mà dễ mòn ấy, dễ gỉ sét ấy, thì đấy là tở rồi. Tại vì cái bộ dao này đến từ Xiaomi ấy, có tiêu chuẩn đạt chuẩn cao cấp GIN của Đức. Và mình có tìm hiểu thì đây gồm có 3 cái loại nhân tố rất là quý hiếm, là cái gì nhỉ? Chrome này, molybdenum này và vanadium, mình không biết đúng không? Nhưng mà với cái chất liệu quý hiếm cũng như là cái quá trình tạo ra cái bộ dao này ấy, thì nó sẽ giúp cho cái thép không gỉ này nó sẽ bền bỉ hơn, chống chịu bào mòn tốt. Đó. Một cái điểm nữa mà mình rất thích ở cái bộ dao này, ôi không nên cầm như thế này, mà so với hai cái dao ở nhà của mình ý, đó chính là toàn bộ những cái dao này đều được đúc nguyên khối luôn nha mọi người. Thép không gỉ và nguyên khối, tức là từ cán dao cho đến cái lưỡi dao luôn, không hề có một cái mồ nối gì hết. Và nó sẽ cực kỳ dễ dàng vệ sinh, cũng như là tránh được những cái nhược điểm của dao kiểu chuôi gỗ. Ví dụ là dùng lâu nó sẽ bị kiểu mục gỗ này, rồi bị lỏng lẻo này, rồi bị lưỡi lìa ra khỏi chuôi ấy. Đấy, kiểu đấy. Cái này thì cực kỳ nguyên khối và dễ dùng. Hơn nữa thì cái cảm giác cầm nắm ấy, với cái thiết kế tay cầm công thái học như này này, thì mình cảm thấy là cầm rất là chắc tay, và kiểu mình sẽ tí nữa mình sẽ thể hiện cho các bạn xem là lìa nó rất là ngọt. Đó. Mà nói đến cái quy trình mà đúc dao này ấy, thì em trải qua cái bộ dao này trải qua một cái quy trình đúc dao khá là nghiêm ngặt, với đúc này, rồi là xử lý nhiệt này ở nhiệt độ cao 1050 độ C, sau đó lại được kiểm tra lại và làm nóng ở cái nhiệt độ 50 độ C, và cuối cùng sẽ là có cái bước là ủ đông lạnh trong vòng 5 tiếng. Nói chung là đại khái là cả những cái quy trình như kiểu đúc này, kiểm tra này, xử lý bề mặt các kiểu này sẽ trải qua 20 quy trình khác nhau. Và mình nghĩ rằng cái bộ dao này mà mình mới mua ấy, thì nó sẽ có một cái độ bền khá là đáng kể đấy. Nhưng mà quan trọng là ngày hôm nay mình sẽ thể hiện một cái phần mà mình chưa bao giờ làm, đó chính là chặt sườn. Sườn. Thế luôn, mấy cái công việc như kiểu chặt chết các kiểu ấy, mình nghĩ là sẽ không dành cho con gái, mà sẽ dành cho kiểu đứng mày dâu, những người mà ấy. Chứ chân người ta mình nghĩ hơi khó. Nhưng thôi sao, vì có bộ dao mới nên mình sẽ quyết định. I doubt. Ok, các bạn hãy cùng chặt sườn với mình nhá. Rồi, trước khi mà đến với cả cái món canh sườn hầm này ý, thì mình sẽ giới thiệu nguyên liệu chính của chúng ta gồm có, tất nhiên canh sườn hầm phải có rẻ sườn đúng không? Đó, và chúng ta sẽ có là khoai tây, cà rốt, bắp cải, tại vì mình thích ăn bắp cải. Ngoài ra thì mình thấy nhiều nhà còn cho là kiểu đậu đỗ các kiểu vào cho nó ngọt nước ấy, nhưng mình thích ăn bắp cải. Hành lá và rau mùi, mình định mua rau mùi nhưng mà ở siêu thị nó bị héo quá nên là mình không cho vào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chặt sườn nhá. Các bạn nhìn bộ dao mới của mình này, sẽ khai đao bằng những cái nhát chặt này. 1, 2. Ôi, cũng được. Đúng là dao xịn có khác. Ôi, lần đầu chặt sườn đấy mọi người ơi, sợ quá. Ôi, cũng đẹp đấy chứ nhở. Đẹp đấy. Nhìn miếng sườn này. Đấy. Ui, được rồi này, mình đã biết cách chặt sườn rồi đấy.
được rồi. Đưa này mọi người ơi. Với hai chiếc dao chui gỗ ở nhà của mình thì sẽ không thể làm được vấn đề này. Mà phải cần có dao phay như thế này. Và một bộ dao phay mới. Được rồi này. Yeah. Trông nhìn có ngon ngọt không? Trời ơi tuyệt vời. Ok. Và sau khi mà chặt sườn xong ấy thì mình sẽ cho vào nồi và luộc qua một nước. Sau đó là chắt cái nước bẩn đi nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ luộc nước. Đây nha. Mình chuẩn bị sẵn ở đây là có 4 củ khoai tây. Các bạn nhìn cái tay cầm này. Trời ơi, cầm này cảm giác thoải mái. Và nó khá là liền khối, mình cảm giác không bị cấn ở chỗ này. Ui, nước đã sôi rồi. Chờ một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cà rốt nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ sườn ra và rửa qua. Thực ra thì mình thấy nhiều nhà là sẽ dùng luôn cái nước xương này đấy. Nhưng mà nhà mình thì toàn kiểu trần qua một nước sau đó rửa thì nó sẽ sạch hơn. Mọi người nhìn thấy những cái váng này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ phi sườn lên. À quên mất, nhưng mà mình phải thái hành tím đã. Và tỏi. Cho nó thơm. Mình buồn quá mọi người ạ. Vừa thái hành xong rồi khóc. Đáng nhẽ là nên vẩy nước vào cái thớt thì nó đỡ chảy nước mắt hơn. Khổ ghê cơ. Rồi bây giờ mình sẽ đảo sườn, sau đó là ninh sườn. Xúc động quá, nấu được món ăn xúc động. Thích thật. Xong. Vào bếp sẽ dễ dàng hơn hẳn. Với bộ dao sắc lẹ. Không biết các bạn nào giống mình không, nhưng mình không thích ăn đầu hành trắng đâu. Thế nên là mình sẽ bỏ ra. Và mình sẽ lấy đầu hành lá hành thôi. Mình chỉ thích ăn hành lá như này thôi. Tại vì cảm giác là đầu hành trắng ăn nó mùi hăng lắm. Ủa, quá nhiều hành, một bữa ăn. Bây giờ thì mình sẽ lần lượt cho hết tất cả những thành phần nguyên liệu mà mình đã thái ra. Sau khi hầm xương như thế này là cũng khá là dư rồi đó. Nếm thử một chút nha. Ok, ngọt thịt. Mình sẽ cho cà rốt vào trước. Khoai tây. Ok. Bây giờ thì mình sẽ cho nốt nguyên liệu cuối cùng, đó chính là rau bắp cải sau khi đã rửa sạch rồi nha mọi người. Nhìn nè. Ok, cho rau bắp cải ạ. Mình rất thích ăn rau bắp cải. Rau bắp cải mà nấu cả kiểu tteokbokki ấy. Trời, nhiều khi ăn ngon hơn cải thảo á. Ok, bây giờ thì mình sẽ nếm thử xem là đã vừa miệng chưa. Chắc chắn phải cho thêm gia vị. À quên, nước mắm. Cho một chút nước mắm. Pi cha da, pi cha da. Pi cha da. Được, vừa rồi. Hai cái nước mắm vừa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần check xem đã rửa khoai chưa. À quên, rửa các kiểu chưa nhá. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhìn thấy là khi mà chúng ta bấm vào khoai mà nó mềm như thế này là dừ rồi nè. Đó, dừ rồi. Bổ ra khoai rồi nè. Đơn giản này là dừ. Để thêm khoảng tầm 2-3 phút nữa là được. Đấy, cà rốt cũng dừ rồi. Ok, bây giờ thì sau khi mà đã nêm đủ gia vị thì cuối cùng chúng ta sẽ làm một cái màn biểu diễn như này. Trông cho nó thú vị luôn nhá. Này các bạn. Đấy.
giờ thì mình sẽ cho ra bát nha. Đây sẽ là một món canh súp xương hầm ngon ngọt bổ dưỡng và ấm nóng trong mùa đông này. Các bạn thấy không? Nhờ có bộ dao nên mình mới vào bếp để nấu ăn đấy. Thực sự là từ khi có bộ dao thì chúng ta sẽ chăm nấu ăn hơn mọi người ạ, bởi vì Thái là chế biến cái gì nó cũng rất là đơn giản. Nên là bạn nào ấy mà thích bộ dao này mà nhìn cái là mê luôn cái thiết kế kiểu thép không gỉ nguyên khối, đúc nguyên khối từ lưỡi dao đến chuôi dao ấy, thì có thể tham khảo ngay link mô tả chi tiết phía dưới nhé. Cả bộ này có cả chân đế gỗ nữa, đến từ Xiaomi thì chỉ có giá là khoảng 950 thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cho mọi người xem. Thôi, nếu một chút này thôi, có cả sườn rồi. Xong mình sẽ cho ít hành này lên. Để hành làm màu thôi chứ ai ăn hành đâu. Nào, cùng nếm thử thành quả của mình. Ngon ngọt. Ngon ngọt, ngon ngọt. Để ăn thử miếng sườn xem nhé. Nóng bỏng tay luôn ạ.